Wow, khu đô thị mới 5 sao 2 rất là đẹp. Đường rộng tới gần 12 mét luôn, thích quá cả nhà mình ơi. Lại là em gái miền Tây, chuyên đầu tư và review bán nhà thực tế đây. Mến chúc tất cả quý khách hàng, quý cô chú, anh chị đang theo dõi kênh Nhà đẹp giá rẻ của em gái miền Tây Tâm Nguyệt một cái lời chúc thật nhiều may mắn nhất khi quý khách xem video này. Nếu mình xem video này, mình thấy căn nhà đẹp, ưng ý vị trí giá cả hợp lý, cứ liên hệ tại kênh của em gái miền Tây Nhà đất Tâm Nguyệt để được thông tin tư vấn về pháp lý như là sổ hồng gửi cho cô chú anh chị mình xem trước, rồi sau đó nếu mình cảm thấy thiện chí thì cứ liên hệ hẹn em xuống xem nhà, hẹn quý cô chú anh chị tại ngã tư cây xăng Phước Lý nha. Thì ngày hôm nay với một cái căn nhà nằm trong khu đô thị 5 sao, là một cái khu VIP có cổng bảo vệ thì nghe nói đã nổi tiếng quá rồi. Khu này thì hiện tại là có những khách Việt kiều người nước ngoài rồi nè, từ thành phố người ta về định cư đây mua để ở lâu dài và mua đầu tư đó. Và đặc biệt nữa là khu này thì nó đẹp như Phú Mỹ Hưng nha cô chú anh chị, nhưng mà giá tiền thì nó lại rẻ hơn rất nhiều, 50% so với ở Mỹ Hưng và quận 7. Nói chung là nhà ở khu vực Long An vẫn rẻ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, được cái là rộng to đẹp chất lượng, bên em xây dựng rất là kiên cố chắc chắn, nền móng là ép cọc bê tông, tường riêng móng riêng, và đặc biệt nước ở trong khu vực này vẫn là nước của thủy cục nhà nước, điện cũng của nhà nước hết, nên cô chú anh chị quan tâm thì không phải lo vấn đề này. Ở đây là không bị ngập nước nè, đường rộng hơn 10 mét luôn, có cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn nha. Mình ở là một cái khu VIP có cổng bảo vệ, trong đây thì có trường học nè và có luôn những cái nhà hàng tiệc cưới ha, xung quanh đây có công viên hồ bơi, nói chung rất là nhiều luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, khu vực ở đây thì được cái là đẳng cấp là VIP rồi, khỏi nói ha cô chú anh chị mình nha. Và đặc biệt với một căn nhà diện tích mà ngang 5 mét rưỡi, dài tận tới 22, nhà mình hướng Bắc luôn nè, siêu phẩm trước mặt của chúng ta, và có một cái căn nhà rộng to, có một cái sân phía sau và có sân thượng ở phía trên, nó có 3 lầu, nhà hướng Bắc mình ở đại gia đình 8 thành viên. Và đặc biệt căn nhà ngày hôm nay bên em thì muốn bán với một cái mức giá thu hồi vốn hạ giá 500 triệu, hạ tới 500 triệu để cho khách đầu tư nè, khách mua để mình ở lâu dài thì hãy quan tâm căn nhà này, vào xem rất là tuyệt vời, có thang máy nha, với căn nhà sổ hồng riêng đất full hậu cư đó, thang máy thì hàng hiếm rồi, mà đã giảm giá lại còn hiếm hơn, mà giảm giá rồi thì khi xuống xem lại còn thương lượng nữa, với mức giá chỉ hơn 6 tỷ là mình có thể mua được căn nhà này, vay được ngân hàng 50%. Rồi, xin mời cả nhà cùng em gái miền Tây vào bên trong để mình xem kết cấu không gian bên trong căn nhà. Quá đẹp, quá sang mà lại rất là tuyệt vời. Khu này thì phải nói là quá VIP rồi. Rất là nhiều khách hàng thích và đam mê nhà đẹp 5 sao, căn nào căn nấy nó cũng đẹp như nhau. Quan trọng là chúng ta tìm một cái vị trí, những cái hướng nào mà mình thích thôi, chứ ở trong này thì xây dựng kết cấu căn nào chất lượng cũng như nhau, đều có bảo hành hết, đảm bảo về cái kết cấu xây dựng nền móng cho quý cô chú anh chị mình luôn nè. Nhà mình được cái có sân trước là mảng cây xanh, trồng được cây xoài hai bên nè, cũng được được đó cô chú anh chị. Xe thì mình đậu trước cửa. Nó nói chung là 5 sao mình có vỉa hè khoảng tầm 2 mét rưỡi 3 mét như thế này, mình để xe phía trước cũng được cô chú anh chị ha. Ở trước nhà mình thì có một cái vòi để mình rửa tay rửa xe cũng được luôn nè. Gạch ốp đây là ốp đá bóng kính, cửa thì có hai lớp, một cái lớp cửa cuốn, một cái lớp cửa nhôm si pha, và sàn gạch bóng loáng luôn, đó là đá bóng kính ha, 80, với cái kiểu hoa văn nội tiết 3D rất là sang trọng, giống như kiểu nhà của mấy hoàng cung thì cô chú anh chị. Trên thì có một cái đèn chùm theo kiểu thiết kế hiện đại cũng sang trọng cổ điển Tây Tây á. Trần thì có những cái trần thạch cao, có những cái viền led chỉ vào sang trọng và nổi bật căn nhà. Và bên đây thì bên em ốp gạch lên khoảng 1m2 nè, cao ráo nè ha. Rồi có những cái tủ để chúng ta trưng bày bông hoa rượu quý, ở đây mình để một cái tivi. Một cái không gian mở rất là đẹp luôn, kết cấu mỗi một căn nhà đều có đèn hết cô chú anh chị, rất là sang. Rồi đây là khu vực nhà cao cấp nha, đây dành cho đại gia, căn nhà sang trọng cô chú anh chị ơi, có thang máy luôn đó. Thưa quý khách mà thường hay kiếm nhà đẹp 5 sao lại có thang máy thì mình vào mua căn nhà này đi, với căn nhà này đã rẻ hơn thị trường
trước đây là 500 triệu, thời buổi này là mình mua được rồi. Đó, mình mua mình chờ tăng giá, năm sau bất động sản tăng giá rồi. Đây là cơ hội năm cuối cùng để chúng ta mua nhà đầu tư. Quá tuyệt vời luôn, một căn nhà sang trọng, đẳng cấp như kiểu hoàng gia. Ha, à, đẹp quá trời đẹp luôn cô chú anh chị mình ha. Rồi, thang máy nha. Còn đây là không gian phòng bếp, là một cái không gian mở. Được cái đây có một cái tủ, cái cửa làm cái kho đựng đồ nè. Nhà mình thì để tủ lạnh ở đây ha. Còn ở đây thì rất là nhiều hộc luôn để đồ gia vị nè. Và mình nấu ăn không có văng dầu mỡ, dễ lau chùi. À, đây là nước, ở đây là nước thủy cục ha, rất là mạnh. Nước không có bị phèn. Khu vực ở đây là nó đã thành giống như giáp ranh với thành phố á. Nó cũng hiện đại cao cấp rồi, chứ không có phải như vùng V đâu cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua nhà mình sẽ tìm hiểu vị trí địa lý khu vực này đang được phát triển nha cô chú anh chị ha. Rồi phía sau của chúng ta đây có một khoảng trống, mình có thể về mình làm view sân vườn. Một khoảng trống rất là tuyệt vời luôn. Căn nhà chúng ta hai mặt tiền thông ra phía sau luôn, thông ra phía sau đường, mé bên kia đường luôn nè. À, mình về đây mình nghỉ dưỡng cũng rất là sang trọng, đẳng cấp và đẹp mắt và giá rẻ. Trời đất ơi, một căn nhà to như thế này thôi mà bên em đang bán với mức giá là 6,5 tỷ. Còn thương lượng nha, với mức giá quá trời yêu thương dành cho những quý khách đầu tư. Đây là một không gian nhà vệ sinh có máy nước nóng lạnh nè, có kính nè, sang trọng luôn, bồn rửa tay cũng bằng sứ cao cấp luôn. Nói chung cái gì cũng rất là hiện đại. Vì khu này là khu đô thị 5 sao 2, là một khu VIP nhất luôn. Đó, nên những khách hàng nào mà sinh sống ở trong này gọi là đẳng cấp luôn rồi. Mình thấy sang trọng giống như là Phú Mỹ Hưng rồi. Nhưng mà Phú Mỹ Hưng rới vô là trên 10 tỷ. Nhưng mà đối với căn nhà này thì chỉ 50% giá trị của Phú Mỹ Hưng mà thôi. Đây, bây giờ chúng ta đi bộ lên trên lầu ha. Đường lên lầu bậc thang cũng thấp thấp nè ha, cũng không có quá là cao. Trần thì cũng ok, với một căn nhà thiết kế thì cũng rất là rộng rãi. Và đây là một cái không gian trên lầu 1 để em mở đèn lên. Đây, và đây là cái thang máy nè. Mỗi một lầu như vậy có 2 phòng. Phòng bên trong thì đều có nhà vệ sinh đầy đủ cho chúng ta, rất là tuyệt vời. Bồn tắm có kính tắm, không có văng nước bên ngoài, nó khô ráo ha. Đó, thì nó là 5 sao thì cái gì nó cũng phải VIP giống như 5 sao. Đầy đủ những cái công năng cho nhà mình dễ tiện sinh hoạt. Điện ngâm tường, lắp hết tất cả cái đường ống máy lạnh vô sẵn rồi đó. Cửa này thì nó làm cửa gỗ cao cấp luôn à. Đây, một cái không gian nè. Qua phòng kế bên thấy cô chú anh chị. Ước vô thấy có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thấy sang trọng, sạch sẽ, thoáng mát, ấm cúng gia đình. Thích thật lắm luôn. Đấy, cô chú anh chị mình xem, xuống xem được. Mình chốt căn này, em thấy thời buổi này mua nhà sao nó rẻ. Nếu mà chúng ta có tiền tươi á, mình mua ngay tại lúc này là quá tuyệt vời luôn rồi. Mình để đó là tăng giá theo thời gian thôi. Nên đầu tư bất động sản là có lợi lắm cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em lên lầu nha. Thì kênh của em là kênh nhà đẹp giá rẻ em gái miền Tây. Em là nhà đất Tâm Nguyệt, vợ chồng Tâm Nguyệt á, là bên em chuyên đầu tư xây dựng luôn. Thương hiệu nhà đẹp giá rẻ cũng đã 10 năm có uy tín trên thị trường ở tỉnh Long An. Thì thông thường quý khách hàng mua nhà ở Long An thường hay mua bên nhà đất Tâm Nguyệt. Bên em được cái là xây dựng có bảo hành luôn, nên quý cô chú anh chị mình cũng an tâm về mặt pháp lý cho mình nè. Tư vấn thì chân thật, nhiệt tình, cũng như hỗ trợ quý khách tận tình, chu đáo luôn. Đây mình tới lầu 2 rồi quý vị. Đây thì căn phòng ngủ cũng thiết kế, mỗi tầng nó cũng như nhau. Kết cấu không gian rộng. Ở đây thì cũng có nhà vệ sinh, đầy đủ tiện ích cho gia đình của mình, sinh hoạt ha. Còn đây là thang máy nè. Có một căn nhà thang máy mà sở hữu một cái mức giá như thế này thì nó quá rẻ. Bên em đang đại hạ giá muốn thu hồi vốn. Giá của bên em bán thì hiện tại là mức giá gốc luôn, để cho cô chú anh chị mình còn đầu tư xin lợi nhuận nữa. Nên quý khách hàng mình cứ liên hệ tại kênh nhà đẹp em gái miền Tây, nhà đất Tâm Nguyệt, để được tư vấn phục vụ tận tình chu đáo hơn và sẽ an tâm hơn về mặt pháp lý. Bên em bán nhà chủ yếu vì cái chữ tín nè, chồng xây dựng vì cái tâm, vợ bán nhà vì chữ tín. À, nhiệm vụ của em là bán nhà, chồng em thì thiết kế công trình,
xây dựng. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ vợ chồng nhà đất Tâm Nguyệt ngày càng phát triển, lớn mạnh và mạnh mẽ hơn nữa. Và đây là một cái view lầu 3. Cái view lầu 3 chúng ta thì được cái là ở đây có một cái không gian phòng thờ ha. Rồi ở phía trước có một cái kiểu giống như là ban công phía trước gì nè. Mình có thể thiết kế làm những cái kiểu sân vườn, trồng những mảng cây xanh cũng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ha. Đây, ở đây có thêm một cái lối cửa ra mở ra nè, đó, rất là sang trọng luôn, thang máy lên tới lầu 3. Rồi và đặc biệt ở bên đây thì có thêm một cái phòng. Cái phòng mà lại nhà vệ sinh, nếu tính ra nhà mình có 5 phòng làm phòng khách ở trên này cũng được. Bên trong thì có nhà vệ sinh cũng đầy đủ đó, cô chú anh chị ha. Tính ra là tới 5 phòng lận đó cô chú anh chị, phòng ngủ có nhà vệ sinh là 5 cái toilet luôn cô chú anh chị mình ha. Quá rộng, không gian ở phía sau nữa nè. Đó, mình có thể mở cửa ra mình thấy nè ha. Rất là rộng rãi và căn nhà chúng ta nhìn ra xa là có những cái shop house á. Đó, buôn bán rồi cũng gần cái cổng chính luôn cô chú anh chị ha. Rất là đông dân cư luôn, nói chung khu vực này là gọi là khu VIP mà được rất nhiều khách hàng trong và nước ngoài đã biết đến khu đô thị mới 5 sao 2 này. Và bên trong đô thị 5 sao 2 này, bên nhà đất Tâm Nguyệt cũng có đầu tư vài căn với mức giá tốt nhất hiện nay. Và bên em cũng có đất nền. Hiện tại đất nền ở khu 5 sao thì nền biệt thự em bán chỉ có 3 tỷ 3 một nền thôi. Thì cô chú anh chị nào mua nhà cũng có, mua đất nền trong này cũng có, cứ liên hệ chính chủ, anh Tâm đứng tên luôn. Nên cô chú anh chị sẽ yên tâm hơn, giá gốc tốt hơn tại nhà đất Tâm Nguyệt. Một lần nữa mến chúc tất cả quý khách hàng thân thiết đang theo dõi kênh Nhà Đẹp Giá Trẻ của em gái miền Tây, mến chúc quý khách một ngày thật nhiều vui vẻ xem video của em. Thấy video của em thôi là đã có may mắn rồi, có duyên rồi. Có duyên gặp em cứ liên hệ em để em tư vấn chân thật, được thuận mua vừa bán giá tốt nhất. Muốn mua nhà gì cũng có, từ biệt thự cho đến nhà vườn, nhà phố. Và dạo gần đây thì em có đầu tư thêm một cái mảng nhà giá rẻ dành cho công nhân, giá chỉ từ 280 triệu một căn cho đến chừng 300, 400, 500, 600 tùy theo diện tích căn nhà. Quý khách mua nhà như thế nào, tài chính có bao nhiêu cứ gọi điện cho em để em tư vấn cho mình rõ ràng, tìm nhà phù hợp cho mình với cái tài chính của mình, nó sẽ đỡ hơn, an tâm hơn và có một cái lối tư vấn là chân thật, thật thà, nhiệt tình cũng như đảm bảo uy tín cho mình ạ. Rồi, nếu cô chú anh chị xem video nãy giờ thích cái mẫu nhà 5 sao biệt thự cao cấp này thì alo cho em nha, nhà có thang máy, mức giá em đưa ra vẫn còn thương lượng mạnh mẽ. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình nha.